Mệnh hỏa kỵ màu gì? Theo nguyên lý tương khắc của ngũ hành, hỏa khắc thủy, tức hành hỏa bị hành thủy ức chế. Từ đó suy ra, màu thuộc hành hỏa không hợp với người mệnh thủy, hay mệnh hỏa kỵ màu thuộc hành thủy, gồm màu đen, xanh dương hay xám. Trong đời sống hàng ngày, người mệnh hỏa nên tiết chế sử dụng những màu sắc trên nếu không sẽ dẫn đến xung khắc, tiết chế sự may mắn, giàu sang của người hành hỏa. Nói như vậy không có nghĩa là tuyệt đối không sử dụng. Bạn có thể phối nhiều màu sắc, nhiều tông màu khác nhau, miễn là đừng để những gam màu nói trên chiếm vị trí chủ đạo là được. Cũng theo ngũ hành, kim khắc hỏa. Câu hỏi đặt ra là, vậy người mang mệnh hỏa có nên dùng sắc trắng của hành kim hay không? Câu trả lời là có. Vì hỏa khắc chế được kim, nên màu sắc của hành kim vẫn là một trong những sự lựa chọn khá phù hợp cho người mạng hỏa, tuy nhiên nên tiết chế.